Hello các bạn ha. Hôm nay mình có nhận được một cái bo Panasonic Inverter. Thì tình trạng của cái bo này thì thợ đem lại là nó bị mất nguồn các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra và mình kiểm tra thử nó hư cái nguồn là nó hư cái dạng nào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra các bạn ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ quan sát mạch ha. Thì mạch này còn rất là mới các bạn ha, chưa dấu sửa chữa ha. Rồi trên đây thì mình thấy có bụi ha. Đó. Giờ mình sẽ kết nối nguồn vô. Giờ mình xem thử nó nguồn có vô tới bo không ha. Mình sẽ kẹp nguồn vô là nồi ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, mình sẽ đo nguồn AC vào ha. Mình sẽ đo nguồn AC vào. Rồi, nguồn đã vào tới bo các bạn ha. Nguồn có ha. Rồi, bây giờ chuyển sang đường DC. DC mình sẽ đo cái tụ lực nguồn ha. Rồi, mình sẽ đo khu vực này cũng có các bạn ha. Nó đã vào tới con AC luôn ha. Đó. Các bạn làm theo cái đường dây đường mạch ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển nguồn cái đầu ra các bạn ha. Mình sẽ đo cái đầu ra thử nó có điện không ha. Có các bạn ha. Đó. Nè, lên ha, 7V ha. Đường 7V này thì nó sẽ qua ống áp là 7805, đường 5V cấp cho vi xử lý ha. Còn đường 12V cấp cho relay ha các bạn ha. Đó, nguồn đã có ok. Rồi, đường 5V có các bạn ha. Nè. Mình sẽ dò vô tới trong gần IC thứ ha. Vẫn có nguồn ha. IC mát rưỡi. Rồi, bây giờ thì đủ điều kiện để cho carbon nó chạy ha, nhưng mà giờ nó không hoạt động. Thì bây giờ thì nó sẽ có thêm cái nguyên nhân nữa là các bạn ha. Nó sẽ có hai nguyên nhân. Một là IC nó hư ha bạn. Nó không chạy luôn. Thứ hai nữa thì nó sẽ là mất cái phần dao động để tạo cho con IC nó chạy lại ha. Nó reset con IC nó chạy lại. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nếu mà nguồn xung quanh đây hết ok thì mình sẽ tiến hành mình đo thử con dao động ha các bạn ha. Đó, mình sẽ kiểm tra bên phần thợ đánh dao động. Bây giờ nguồn nó đã ok hết rồi. Tại thường nếu mà con IC nó hư á, thì nó sẽ xảy hiện tượng có thể là nó bị nóng các bạn ha. Đó. Nếu mình phát hiện á, thì nó cũng có thể là mình đánh một cái ban ha. Con này nó đã mắc rồi thì mình cũng có thể là hơn 50-50 đó. Thì bây giờ không tắt á, thì mình nhắn ha. Bây giờ mình sẽ đo áp, mình sẽ đo áp tất cả mắc và công tắc ha. Đó, để mình coi thử nó còn cái lợn không ha. Ở đây mình sẽ đo áp bên phần công tắc ha. Giờ mình thấy ha, nó vẫn có áp ra các bạn ha. Nó vẫn có áp ra, mình nhắn nè, nó vẫn hết ha. Đó, có nghĩa là cái công tắc của mình là ok ha, cái phím tắc ok. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra phần mắt. Mình sẽ kiểm tra phần mắt ha. Nè, mắt nè. Đó. Thì mắt vẫn có nguồn, mình đo thì nó vẫn có nguồn ha. Nhưng mình bấm thì nó không lên được. Bây giờ mình sẽ đo áp cho các bạn xem ha. À, các bạn thường nếu mà nó không lên á, nhiều khi có thể là mắt nó bị hư các bạn ha. Thường mắt không mắt hư thì có thể là nó bị mất cái tín hiệu nhận mắt, không truyền tín đến bo được ha. Thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem luôn ha, để mình kiểm tra luôn ha. Đó, bây giờ mình sẽ đo cái chân ao của mắt nè, nó về nó nhịp ha. Nếu mà mắt nó hư á, thì nó không thể nào nó nhịp được cái gì ha các bạn. Nhưng nếu mà mắt nó hư á, thì nó sẽ nhịp nhỏ hoặc là nó không nhịp luôn.
Nó là mắt hư, còn mắt nó ok là nó sẽ nhịp rất là mạnh ha. Giờ mình sẽ dò cái mạch nó về tới cái chân của dây dẫn như bò ha, cho các bạn xem ha. Đây nó gì đây ha. Bây giờ này mình đó, thấy không? Các bạn thấy không, nó nhịp không? Nhịp rất là mạnh, và chứng tỏ là con mắt này rất ok ha. Tín hiệu đã truyền tới IC rồi, nhưng bây giờ nó đang thiếu cái quá trình để cho con IC nó khởi động lại ha. Đó, giờ chỉ còn là cái nguyên nhân là thật anh. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn một chân mát các bạn ha. Để mình kẹp cái máy máy đo tần số vào ha. Thì mình sẽ đo thật anh thì xem thử nó cái trạng thái nó có hoạt động không ha. Mát này thì các bạn lấy nó mát DC ha. Rồi, bây giờ mình sẽ kẹp cái tín hiệu vô. Rồi các bạn sẽ nhìn vô cái máy đo tần số ha. Mình sẽ đổ cái chân ha. Đó, các bạn thấy không? Nguồn có ha, mà nó không có tín hiệu ha. Rồi. Thì bây giờ mình đã nghi ngờ thạch anh ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay một con thạch anh mới ha. Để giờ mình thử thêm thử nó có tín hiệu nó có tần số nó có khác biệt không ha. Bây giờ này mình đo thì nó cũng không có ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình hút con thạch anh này ra. Giờ mình sẽ thay một con thạch anh mới vào ha. Rồi mình sẽ test lại cho các bạn xem ha. Rồi, mình đã hút được con thạch anh này rồi các bạn ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm một con thạch anh mới ha. À, thạch anh này thì các bạn sẽ lựa những con thạch anh nào chất lượng nha. À, thạch anh thì các bạn mua những con thạch anh là tốt nhất nha. Ở đây mình sử dụng là thạch anh gù ha. Thạch anh lưng gù ha, lưng gù là nó là thạch anh là tốt nhất, có thể nó mang đến cái tuổi thọ cho cái bo mạch mình là rất là lâu ha. Thì nó chênh lệch với một con thạch anh thường thì nó không có nhiều đâu, nên mình sẽ chọn thạch anh là tốt nhất để tay cho khách hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ hàn lại. Rồi, bây giờ mình hàn xong á, rồi giờ mình sẽ đo lại cái tần số cho các bạn xem ha. Rồi, bây giờ nó đã có tín hiệu trở lại các bạn ha, nó có tần số trở lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên thử nó có chạy được không các bạn ha. Rồi, bây giờ mình nhả này ra hết đi. Rồi lên mình sẽ bấm remote thử nó có ăn ha, đèn nó có sáng lên không. Nếu mà đèn ăn, remote ăn mà đèn sáng thì ok, là cái bệnh mình đã sửa là đúng bệnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ găm nguồn vô ha, mở ha. Rồi lên đây các bạn ha. Rồi ok, thì cái ban bệnh hôm nay á, thì mình muốn chia sẻ cho anh em á, thì nó chỉ hư con thạch anh thôi. Anh em nào có gặp trường hợp này thì cứ kiểm tra bệnh phần chụp thạch anh ha. Rồi video mình cái đây là kết thúc với các bạn ha.